sáng nhân trong bóng tối. Chào các bạn, tuần vừa qua thì Jen nhận được khá nhiều câu hỏi là có coi phim này chưa, nhiều nhất luôn á. Ai cũng hỏi. Hôm nay thì đi làm về, đội mưa đội gió đi coi, thì quá thật là biết chạy ở nhà mẹ cho rồi. Cái phim gì đâu mà nó hồi hộp, trời ơi luôn á, nó hồi hộp từ đầu tới cuối coi mà tim chết mẹ luôn. Phải nói là xin lỗi mấy thể loại phim ma luôn, Annabelle hay là Ám Ảnh Kinh Hoàng, rồi những cái phim thuộc thể loại hồi hộp hấp dẫn khác. Đây là bộ phim có thể nói là đè bẹp hết các cái thể loại đó. Đối với bản thân Jen nha, thì nó là như vậy. Phim có hai tuyến nhân vật chính. Đầu tiên là nhỏ con gái. Nhân vật này thì đóng vai là một đứa trẻ trâu chuyên đi ăn trộm để kiếm sống. Tuy vào vai trẻ trâu nhưng mà nhìn khá là thư sinh. Nói chung là nhân vật chưa có toát lên được cái vẻ cô hồn của mình. Vẫn còn non, không biết là do đạo diễn hay là do diễn viên làm chưa tới. Nhân vật thứ hai là một boss duy nhất trong phim luôn, một ông già. Cựu quân nhân đã về hưu và có sơ sơ khoảng 1 triệu đô. Hai nhân vật này gặp nhau quá là hợp luôn. Một đứa thì cần tiền, còn một đứa thì đang có tiền. Mở đầu phim khá là nhẹ nhàng, khoảng 15 phút. Và tất cả thời gian còn lại của bộ phim bạn sẽ phải hồi hộp liên tục. Mấy đứa mà bị suyễn hay là bị yếu tim các kiểu thì đừng có nên đi coi phim này nha. Coi chừng tè trong rạp á. Nội dung chính thì chỉ có như thế này. Một nhóm thanh niên vào nhà một ông già mù để ăn trộm. Và mọi tình tiết chỉ xoay quanh ngôi nhà này thôi. Đang trộm thì bị ông này phát hiện và ông ấy xử từng đứa một cách rất chuyên nghiệp, bất ngờ và đầy quyết đoán. Liệu cô gái có thoát khỏi ngôi nhà này hay không, hay là bị giết luôn, thì các bạn đi coi phim đi rồi sẽ biết nha. Jen chấm phim này 7 điểm. Vì hiếm khi có cái phim nào Jen coi có cái cảm giác hồi hộp như vậy. If you like, you can click cái nút subscribe để nhận thêm nhiều clip của Jen nha.